Truyện ngắn Tiền Kiếp, thể loại liêu trai, tác giả Ngô Điềm, diễn đọc Hồng Nhung. Công tử dòng họ Ngô Thì nổi tiếng hay chữ khắp vùng, đi bảy bước làm xong bài thơ, bảy hồi trống đã xong bài phú. Văn thơ của chàng lấp lánh như sao trời, ý tứ dồi dào sâu sắc, làm mê mẩn lòng người. Chàng đã dự ba khoa thi, lần nào cũng phạm quy mà bị đánh trượt. Các quan chủ khảo tiếc cho văn tài của chàng, song vì sự nghiêm nhặt trong thi cử, đành ngậm ngùi tiếc nuối cho chàng. Lần thứ nhất, bài thi của chàng dây bút mực đỏ đầu trang. Lần hai, vẫn dây chút mực đỏ cuối trang. Chàng vô cùng buồn bã, cho rằng ống quyển của mình có thể đã vô tình bị vương chút mực son vào bài thi. Đến lần thi thứ ba, chàng xem xét kỹ lưỡng ống quyển, thấy không có gì mới yên tâm trảy kinh dự khoa thi mới. Khi mở ống quyển rút bài ra chấm, các quan chủ khảo thấy một nét son còn tươi nguyên, phủ lên chữ phúc. Vậy là khoa thi năm ấy, chàng lại bị đánh trượt. Cũng may vì mến văn tài của chàng, chuyện không lộ ra ngoài nên chàng không bị bắt tội khi quân. Buồn chán vì lận đận trong thi cử, chàng gác bút bỏ nghiêng, hàng ngày ngao du cho vơi nỗi buồn phiền. Một hôm, ghé vào một quán nhỏ ven chân núi, cảnh đẹp hữu tình khiến chàng không cầm lòng được, bèn lững thững vạch lá đi xuống thung lũng đang dăng dăng sương chiều. Bỗng chàng bắt gặp một sơn nữ tuổi độ trăng tròn, đang ngồi trên miệng một cái giếng, mắt đăm đắm xa xăm. Chàng rón rén ngắm nghía thấy nàng quả là một giai nhân tuyệt sắc, làn da trắng muốt mịn màng, đôi mắt lóng lánh. Sương chiều từ dưới thung lũng đùng lên quấn quýt quanh nàng, cảnh vật như cõi bồng lai. Chàng im lặng ngây người ngắm nghía, chỉ sợ làm kinh động hỏng cả cõi tiên cảnh đang bày ra trước mắt. Trưa hôm sau, chàng lại lẻn xuống thung lũng. Chàng vô cùng kinh ngạc khi thấy thiếu nữ ló ra từ lùm cây, trên người không mảnh vải che thân. Điềm nhiên múc nước xối lên người tắm táp, như không hề thấy chàng cũng đang đứng cạnh. Thân thể ngọc ngà đẫm nước của nàng sáng lấp lánh bởi những tia nắng vây quanh đùa giỡn trên da thịt. Mùi hương quyến rũ như mời gọi khiến chàng không sao cầm lòng được. Bất giác, chàng ôm lấy nàng, hôn hít cuốn quýt đòi giao hoang. Nàng không hề tỏ ra chống cự, ngoan ngoãn cùng chàng hợp cẩn. Bỗng, chàng rùng mình, dương khí toát ra đầm đìa, giật mình tỉnh dậy. Thì ra một cơn mơ, mùi hương thiếu nữ vẫn thoang thoảng đâu đây. Kể từ hôm ấy, chàng như mê như tỉnh, ngày nào cũng giao hoang cùng nàng trong mộng. Một hôm, trong lúc đang vui vầy, chàng ướm lời: chẳng hay cô nương nhà ở đâu, gặp nàng ta cảm thấy hơi quen bén rễ như từ thuở nào. Chuyến này về sẽ sắm lễ vật hỏi nàng làm vợ. Nàng mới buồn rầu mà rằng: năm xưa thiếp đã gặp chàng khi đi tuần thú hạ giới và dừng chân nơi đây. Lửa rơm ngùng ngục vui thú, phút chốc đã cả tháng trời. Chàng nhận thiên chỉ gọi về, hai ta ngậm ngùi chia tay nhau từ đó. Chàng đã chỉ non thề biển, cắt giọt máu tươi nhỏ xuống giếng này dặn dò: hàng ngày tắm nước này, ân tình của chàng sẽ bao bọc thân thể, hẹn đến ngày chàng quay về đón thiếp xung vầy. Một hôm ra giếng tắm, ngó xuống thấy khuôn mặt chàng đã vỡ vụn theo sóng nước. Thiếp hoa mày chóng mặt, ngã nhào thác oan cùng giọt máu của chàng để lại. Xuống âm phủ, thiếp xin được đầu thai lại hình hài như cũ để đợi chờ chàng.
Diêm Vương như biết rõ chuyện thiếp là vợ chưa cưới của Quan Tuần trên thiên đình, vì mãi vui chơi sao lãng việc thiên cơ, chàng bị đày xuống hạ giới làm dân thường trong cõi dân gian. Ngài đã cho thiếp thể theo ý nguyện, thiếp có kêu cầu giọt máu của chàng vẫn ở đáy giếng, chưa được đưa lên. Xét kỹ sổ sách sinh tử ghi chép không thấy, Diêm Vương cho rằng thiếp thương nhớ chàng mà nói nhảm, xin chàng hãy cứu vớt lấy cốt nhục của hai ta. Nói xong, nàng gạt nước mắt ngậm ngùi chia tay. Chàng giật mình tỉnh giấc, thì ra một giấc mơ. Trở về nhà, sắc diện chàng ngày một xấu. Người nhà thuốc thang cúng lễ khắp nơi mà bệnh không lui. Có một đạo sĩ ghé qua, cho rằng chàng bị bùa ngải của dân miền Sơn Cước, nên khuyên mời thầy cao tay về cúng, giải bùa ngay cái giếng hoang nào đó. Nửa tin nửa ngờ, thân phụ dò hỏi chàng thì được biết có cái giếng dưới thung lũng hoang vu, nơi con trai đã dừng chân và gặp người trong mộng. Lập tức người nhà sửa soạn đồ lễ, đưa chàng đã sắp hồn lìa khỏi xác đến giếng xưa. Đàn được lập ngay bên giếng. Hôm ấy dân quanh vùng thấy sự lạ, rủ nhau đến xem rất đông. Sau vài tuần nhang, ông thầy kêu người nhà múc chín nước giếng này tắm táp cho chàng. Chỉ vài gáo nước, chàng đã tỏ ra tỉnh táo, ngồi dậy đi lại nhanh nhẹn, rồi nặng nặc đòi tát cạn giếng. Cho là sự lạ, mọi người lập tức theo lời. Giếng gần cạn, thấy le lói những tia sáng hắt lên, rồi sau đó hiện ra một viên ngọc đỏ như máu lấp lánh nơi đáy giếng. Ngọc vừa đưa lên khỏi mặt nước, lập tức tan chảy, biến thành một đám khói đỏ bay lên thinh không. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Trong đám người xúm xít xem lễ, có một cô gái đứng bên mô đất cao bỗng hét lên. Đất dưới chân sụp xuống thành một hố sâu, kéo nàng ngã nhào xuống bất tỉnh. Mọi người vội vàng lấy nước giếng lau rửa cho nàng. Cũng chỉ một lúc, sắc hồng lại trở về trên khuôn mặt tươi rói của nàng. Chàng vô cùng ngạc nhiên, nhận ra nàng chính là người đã hợp giao cùng mình bên thành giếng trong cơn mộng mị xưa. Dân làng cho biết cái giếng này đã có cả trăm năm nay, rất thiêng. Nghe kể rằng một cô gái chẳng may ngã xuống giếng chết, người nhà đổ đi tìm. Khi vớt lên, hình hài không hề thay đổi, sắc diện vẫn tươi nguyên dù đã qua nhiều ngày. Một vệt máu tươi vẫn vương trên đôi bắp vế nõn nà. Thấy lạ, mọi người chôn cất ngay bên cạnh giếng, lập đàn cầu cúng giải oan cho cô. Về nhà, chàng dục mọi người sắp đặt lễ vật, định ngày lành tháng tốt cưới nàng về làm vợ. Đôi vợ chồng ý hợp tâm đầu. Năm sau, nàng sinh hạ được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Cả nhà hết sức vui mừng, cho là duyên tiền định đã được sắp đặt. Nàng hàng ngày sớm khuya chăm chỉ canh cưỡi, nuôi chồng đèn sách, dùi mài kinh sử. Một hôm, thằng bé thấy cái ống nguyễn của cha đặt trên án thư, tò mò, nó ghé mắt vào nhòm rồi mách cha: "Con thấy trong này có viên ngọc đỏ, cha xem đi." Ngạc nhiên, chàng nhớ đến những lần thi hỏng do mực son dây vào bài văn năm xưa. Vội ghé mắt nhìn, chàng thấy ống quyển sâu hun hút như đáy giếng, không hề thấy viên ngọc như con trai mách bảo. Ngẩng lên định hỏi, bỗng chàng thấy ánh mắt nó lấp lánh như ngọc minh châu sa vào. Lập tức chàng hiểu rằng trời đã ban cho mình một quý tử hơn người. Năm ấy, chàng đỗ đại khoa, vinh hiển phú quý, rạng danh tiên tổ. Sau con trai cũng nối nghiệp cha, đỗ đạt ngay kỳ thi đầu tiên. Cả hai cha con làm quan to đồng triều, đều là những đại thần rường cột của quốc gia, hiển danh